game á, nhiều người ta nạp vô ta chơi game á anh, chơi game á máu hết lắm, chơi slot á, thí dụ trúng thì người ta tặng hai đồ, mới chơi thì dễ trúng á, khó quá bỏ qua. Cũng không có gì khó lắm, mình muốn dễ nó dễ à, mình suy nghĩ đơn giản thì dễ, còn mình suy nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ khó. Ngon anh. Ví dụ trong cuộc sống vậy, có một cái chuyện gì đó nó xảy ra với mình đó. Những có người họ bình thường, họ vẫn làm việc, họ vẫn đứng lên, họ vẫn bình thường qua ngày. Còn có những người họ ngồi họ khóc, họ buồn chán, phải mất mấy tháng họ mới quay trở lại được. Vì do mình suy nghĩ á, do mình suy nghĩ rồi do mình nhìn nhận nó như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Hôm bữa em coi chương trình kia kìa, cái anh Trấn Thành anh mới nói một câu là: một ngày của bạn tuyệt vời hay là bế tắc là do cách bạn nhìn nhận về nó. Hay, rất hay. Hello Nhi. Bây giờ em làm gì? Bây giờ buổi tối của mình anh ở đây luôn á. Em ơi anh ở đây chơi với em nha. Nó dễ lắm là phải có. Nhưng mà anh nghĩ tới cái điều đó thì mình sẽ có cái hướng. Còn hơn là mình không nghĩ ra. Và có một câu nữa như thế này, đó là: chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của mình thì mình không nên nghĩ nhiều về nó. Những cái gì mà trong cái tầm kiểm soát của mình á, mà mình có sai á, thì mình hãy nhìn nhận, mình sửa đổi. Còn nếu như nó ngoài tầm kiểm soát của mình, ví dụ như hôm nay em được tặng quà đi, nhưng mà mai người đó đi, người đó không ở đây nữa, hoặc như này đó, thì đó là do duyên số, do thế nào thì em cũng không có gì phải buồn, kiểu vậy đó. Như có cái câu, cái một cái câu, câu thần chú đó trong cái đầu của mình á, để mình bớt suy nghĩ, mình bớt vậy thôi, kiểu vậy. Nhiều chuyện khó thể, khó quên, khó thể bỏ ra đâu. Đúng là vậy, nhưng mà không thể nào quên được, nhắc thì sẽ nhớ thôi. Em cũng dạy những chuyện từ nhỏ em cũng không bao giờ quên hết á. Nhưng mà mình cũng phải bước tiếp thôi anh. Đâu thể nào mình không nghĩ được, mình không đi tiếp được đúng không? Mình đó chỉ là kỷ niệm mang theo. Nhưng mà nó không có gì là quá trong cái suy nghĩ của mình, quá sức của mình. Mặt cười mà làm không cười đấy. Đúng không anh, ai cũng ngoài mặt ai cũng có vẻ là rất là vui vẻ, bình thường, nhưng mà trong lòng ai cũng có những góc khuất, trong lòng ai cũng có lo lắng, trong lòng ai cũng có những cái nỗi buồn không thể nào mà chia sẻ ra được.